Wow, như các bạn nhìn thấy đây, rất nhiều những chum rượu đang được ủ lên chờ ngày ra lò. Nhìn thôi, các bạn đã thèm thôi phải không ạ? Xin chào quý vị và các bạn của kênh Sơn Đông, mình là Trung. Hôm nay mình đang có mặt tại Phú Quốc để bàn giao một số công trình nội thất cho chú Hiến, một đại gia về ngành rượu sim của Phú Quốc. Trước khi bên mình bàn giao sản phẩm, mời các bạn tham quan một vòng khu du lịch rượu sim của chú. Thưa các bạn, đây là cây sim. Các bạn thấy hoa sim màu sắc rất là đẹp phải không ạ? Theo Trung được biết thì cây sim được trồng phổ biến ở miền Bắc và miền Trung. Khu vực miền Nam thì mới được chú Hiến trồng trọt và phát triển mạnh ở Phú Quốc. Và chú đã phát triển ra quy mô trồng trọt ra rất là rộng. Và theo Trung được biết thì số lượng rượu mà chú sản xuất ra hàng tháng nó không biết hàng bao nhiêu nghìn lít. Sau lưng Trung đây là tòa lâu đài của chú Hiến mới hoàn thiện để phục vụ nhu cầu của khách du lịch và tham quan lâu đài của chú và cũng như hầm rượu của chú ở bên trong. Như các bạn thấy, xung quanh cảnh tượng núi non rất hùng vĩ nên thơ. Và các bạn có để ý là lâu đài của chú xây rất giống trong các chuyện cổ tích mà các bạn đọc cho trẻ em nghe hồi xưa không? Phía sau lưng Trung đây là một điều đặc biệt mà bây giờ Trung sẽ dẫn các bạn đi khám phá ngay bây giờ. Các bạn cùng theo chân Trung nhá. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây là hầm rượu của cô chú đang trong quá trình sản xuất hoàn thiện để phục vụ cho khách du lịch về sau. Như các bạn đã thấy đây, toàn bộ đây những cái chum rượu mà đang trong quá trình ủ men, lên men để chuẩn bị cho quá trình đóng gói, xuất khẩu hoặc là bán trong nước. Như các bạn tham quan đây, đây là những cái kệ rượu trưng bày mẫu sản phẩm, các mẫu mã để cho khách du lịch tham quan. Và bên trong chứa rất nhiều những chum rượu to, lớn, bé đều có hết. Thì mời các bạn tham quan, chiêm ngưỡng, mà đặc biệt là các tín đồ nhậu không thể bỏ qua. Wow, các bạn nhìn đây. Như các bạn biết cái này để làm gì không ạ? Đặc biệt là các tín đồ nhậu nhìn phát biết ngay. Bác nào chuyên nhậu thì dự đoán cho em các bác uống cái chum này trong vòng bao nhiêu ngày hết. Wow, như các bạn nhìn thấy đây, rất nhiều những chum rượu đang được ủ lên chờ ngày ra lò. Nhìn thôi các bạn đã thèm thôi phải không ạ? Đã thèm rồi. Sau đây Trung sẽ review thực tế sản phẩm, trải nghiệm để các bạn khi nào có dịp đến Phú Quốc sẽ ghé cơ sở của chú, mua và ủng hộ cơ sở của chú. Wow, rất là thơm cho quý vị. Rất là thơm mùi đặc trưng của sim. Uống rồi cứ muốn uống mãi. Thôi chắc có lẽ xin phép cô chú uống một ít thôi. Uống nhiều tí say. Theo mình cảm nhận thì quả sim này hơi nhiều hột. Ăn thì có một tí vị bùi bùi của mùi vị sim. Để hiểu rõ hơn về quả sim cũng như rượu sim, sau đây mình sẽ xin một ít kinh nghiệm và ý kiến chia sẻ của chú Hiến về trái sim cũng như là cách để làm nên mùi vị rượu của nó. Con ví dụ như là một cân sim này được độ khoảng ngâm được bao nhiêu lít rượu rồi? Lít rượu thôi. Một cân một lít rượu ạ? Không biết nhỏ, một cân được bao nhiêu lít nhỏ biết. Dạ. Cái đó không, nó có nghĩa là nho nó phải nhiều. Tại họ họ còn mấy cái chất nữa, nó phải có chất gì nữa đấy. Nó mới màu đậm như thế chứ ạ. Vâng. Chứ bản thân nó có đậm được phải không? Dạ. Trắng đậm được phải. Vâng đúng rồi. Quá đậm luôn. Và đây là quá trình bên mình trước khi hoàn thiện vệ sinh và bàn giao sản phẩm cho cô chú. Và giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là bộ bàn ăn nguyên tấm 12 món núc xô dát vàng. Hàng siêu VIP của bên em. Bên này là quầy bếp, quầy bar và bàn đảo dạng nối tân cổ điển. Bên này là bộ hoàng gia.
Và đây là bộ hoàng gia cổ điển siêu VIP dát vàng của bên em đã bàn giao cho cô chú. Tiếp theo tới phòng ngủ, mời các bạn tham quan. Và đây ạ, phòng ngủ thì bên em có bàn giao cô chú là trước tiên là một chiếc giường ngủ cổ điển, hai tủ đầu giường, một tủ áo, bốn buồng cẩn nu gỗ đỏ, rất là đẹp phải không ạ? Bên này ta có một chiếc tủ tivi và bàn phấn góc, rất đẹp phải không ạ? Đi sản phẩm thì đẹp, không thế tốt thì cô mới lên cô đặt hàng đây. Dạ vâng. Người làm thì cũng được, nói chung là lính nát thì nhiệt tình. Thế dạ còn vâng. Về cái chất lượng thì phải để xài xem nó thế nào đã thì dạ mới vâng. Biết được. Dạ vâng. Chứ còn mà chất bây giờ màu mà... sơn rồi kiểu dáng ạ. Thì nói chung là nhiều kiểu dáng đẹp, cô lên tận nơi xưởng nhà con, cô lên cả phòng trưng bày ở. Dạ vâng ạ. Ở showroom rồi. Dạ vâng. Thì tất nhiên là cô thấy đẹp cô mới mua. Dạ vâng. Cô mới đặt hàng. Chứ còn nếu dạ. Xấu hơn người ta thì cô đâu có mua, cô đâu có đặt hàng làm gì đâu. Dạ vâng. Đúng không? Dạ vâng. Ở trong quá trình phục vụ thì bên còn có sai sót gì mong cô thông cảm ạ. Thì nói chung là sai thì phải báo để sửa. Dạ vâng. Cho nó đúng. Dạ vâng. Thế thôi. Dạ vâng. Được cô chú góp ý bên con. Còn cái chất lượng thì phải để cô xài thời gian xem nó thế nào. Dạ vâng. Cô thấy thì anh em xuống đây thì cũng nhiệt tình đấy. Lính trên đấy xuống đây làm cũng rất là nhiệt tình. Dạ vâng ạ. Làm cô. Tốt. Chung cũng như bên Sơn Đông em đã bàn giao xong nội thất lâu đài của chú Hiến. Thay mặt cho công ty Sơn Đông rất cảm ơn chú Hiến cũng như cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ công ty Sơn Đông trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn năm mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc. Nội thất Sơn Đông, khát vọng vươn xa, tinh hoa người Việt.